Hello mọi người nhá. Hôm nay tiếp tục cái công trình gọi là công trình với cái tủ nhựa. Đây có một khách hàng duy nhất nhưng mà hôm trước thì kéo dây rồi. Xong rồi lại hết cổng. Đây là không lắp được. Xong bà chờ từ hôm đấy đến bây giờ. Quyết định là phải đặt một cái tủ nhựa ở khu này để lên lắp thêm ao cho bà bên kia. Một cái tủ nhựa như này thì nó sẽ có 8 thuê bao nhá. Alo. Đang đâu anh? Em vào đi, có ông cậu Đông đang ngoài đấy rồi. Anh không vào rồi. Anh còn làm ở trong này đã. Sao? Thế cậu Đông đang có hàng hộp cát hay làm gì không? Kéo dây, kéo dây. Kéo dây cũng không làm tủ mới à? Có chứ. Thế cứ vào đi để em xem vị trí chỗ nào, em còn tư vấn khách. Không được. Anh đặt ở gần cái nhà hôm trước nó lắp Supernet đấy. À. Thế cứ vào đi, có ông cậu Đông trong đấy mà. Tí nữa anh mới ra được. Đây là cái dây đai anh ạ. Dây đai. Dây đai này thì mình sẽ gắn xem cái ống vàng này ở khu này được không. Lắp cao quá nó khó. Phải đặt trên kia thôi. Phải đặt lên trên này nhá. Lắp một cái tủ nhựa như này nó cũng khá tốn thời gian. Một cái tủ này thì anh em đi triển khai tủ này thì được hình như 80.000 sao? À 800.000. À 700.000 nhá. 700.000 anh em. 700.000 trong khi mình phải kéo ở đây như kiểu cái tủ này thì nó có độ 1 km cáp.
hôm qua thì anh em kéo xong rồi, buổi sáng ngày hôm qua kéo xong cái tủ này. Cái dây đai này nó hơi bị kém cho nên là mình sẽ siết nhẹ thôi, siết mạnh quá là nó siết mạnh quá là bung cái đai này luôn. Tiếp theo thì đến mình sẽ siết cái ống vàng này. Ống vàng này thì mình sử dụng đai. Đây là lần thứ hai đi làm cái tủ nhựa như này anh em ạ. Tủ nhựa như này mà lắp ở trên cái cột tròn này thì cảm giác nó làm nó dễ hơn so với cái cột vuông cơ.
kiểu ống vàng thì anh em siết cái siết ở trên này trước anh em ạ. Vàng này anh em xếp cái phần trên cùng này trước này, để nó không bị khá là khó đấy. Căn bản cái này nó bị trơn. Làm căng quá sợ nó đứt luôn anh ạ. Dây đai này nó mềm lắm. Ở chỗ này đánh thì anh em cẩn thận mấy cái dây điện này nhé. Mình đánh lại ốp luôn cả cái dây điện nó họ vào thì nhầm. Đánh bên mặt bên này để cho nó đỡ ngược tay.
Đây là cái dây hôm qua kéo. Đây là cái bộ chìa nhá. Đây bộ chìa này. Một cái tủ như này là nó có 8. À, bây giờ họ làm này để mình bấm đầu phát. Đây, ra đằng trước này. Thứ tự. Thứ tự của cái bộ chìa này nó sẽ là từ trong ra ngoài này. 1 này. 0 cam. 6. No. 8 này. Trắng. Đỏ đen. Đấy anh em nhá. Bên này thì chúng ta sẽ vòng. Ở đây sẽ vòng cái vòng dây. Thương em bấy lâu chờ em. Đi, mẹ gọi đéo.
Alo. Hả? Anh nhắn tin cho tôi còn gì? Em có cái cột mới đầu tiên của bọn nó ấy, để đấy thôi. Đằng sau cái cột mới đầu tiên nó vừa trồng cơ mà. Thì em muốn đặt đâu cũng được. Thì bây giờ kéo về tận trong kia là 700 mét. Thì đặt ở cái khoảng nằm ở giữa này. Thế thì nhận nhá. Để làm được. Trời sắp đổ cơn mưa. Như không phải vào đường này anh ạ. Nó sẽ ra bên này hay sao? Nhầm, chắc là nhầm ấy. Bởi vì chắc là phải đi bên này. Xong nó sẽ quay cái hướng của bên này. Xong nó sẽ đi ra bên góc bên kia. Rồi, cứ thử đi, cái này không thử không biết anh ạ. Cho nó đi bên này đi. Sợ cái gì nhá anh em nhá. Làm đây nha, nó sẽ đi như này này, nó sẽ chuẩn này, chuẩn cơm mẹ nấu này, nó cua ra đây một tí này, vào đây chúng ta úp thẳng vào đây này. Đấy. Ba câu. Thế kể anh Nam đi là anh Nam nói rồi. Thì anh mà báo báo á. Nam nó thì nó. Thế kể anh mà báo cái anh mà anh hay gọi á. Thì mạng á. Hay chưa bao à? Đang đồng đau hay mình nó hỏi Huy Huy. Huy. Huy à, phải Huy nhỉ. Anh Huy.
Anh gấp mạng cho anh Huy lắp cái mạng nhỉ? Mạng phòng à? Đây là cái điểm mà hôm trước nó xoay đến đây này, nó nhưng mà nó không còn sợi. Thì bắt buộc là anh em phải sử dụng đến cáp ống lọng. Xong hôm qua là kéo cái khoảng này đó gần 400 mét. Đây là kéo dây cáp ống lọng đi ở bên trên này. Đấy. Đi từ cái điểm của trước cái mang sông kia chạy lên cái tủ ở trên này. À, hôm qua mới anh em nó kéo. Kéo từ đấy về thì hàn có khoảng 4 điểm thôi anh em ạ. 4 điểm cả cái hôm trước nữa là thành đi 6 điểm. Hôm trước hàn nó 2 điểm rồi. Đây. Một cái tủ nhựa như này cũng tốn khá nhiều thời gian, nó mất tầm một ngày. Một ngày vừa hàn nối các kiểu. Đây là cái tủ hôm qua anh em nó kéo dây này, nó để hơi bị ngắn rồi. Anh em chơi ngắn quá. Anh em nó không biết cho nên là anh em nó để ngắn quá. Ngắn thì lại bắt buộc phải chơi bài ngắn thôi. Đây là cái tủ đi này. À đây là cái cáp đi này. Cáp đi hôm trước nó có 4 sợi này. Anh em cũng cho vào cái cáp đi này nhé. Kéo ra một chút để có thể quấn cái băng dính vào. Đây này, hôm qua anh em nó bị ngắn quá. Như kiểu dây thuê bao ấy. Ngắn như kiểu dây thuê bao anh ạ. Thank you.
nặn quá bắt buộc anh em phải sử dụng hàn luôn ở đây. Cái này đều này anh em. Sợ rồi. Đây. Cao su non này. Buồn. Buồn là buồn. Đi này. Đi. Sợi đi thì anh em để bên này nhé. Còn đây sợi đến này. Cáp đến. Đây, nó còn sợi thừa này. Đây, chính là mấy cái cây. Mình có thể hàn thêm bộ chia vào đây này. Đấy. Sợi dương anh em ạ. Lỗi motor. Chắc cái này nó ngắn quá này. Mặt nhé.
Ấy da, đến giờ rồi sao anh em ạ? Không hàn được nữa này. Dài ra nữa này. Đẹp như này mà nó không làm. À đây. Cố lên. Cố lên nào, cố lên nào. Ôi giời. Bụi nha. Cái máy này nó cũng lỗi rồi. Máy hàn này. Bạn hôm qua là cầm cái máy kia đi nhưng mà anh em nó đứt cáp thế là lại phải cầm máy này. Lúc trước 3 điểm thì hàn ngon, đến cái điểm này thì nó không thèm hàn nữa này. Đẹp như này mà nó bảo bóc cắt lớn. Ôi, hay quá. Hay quá anh em ơi. Hàn xong thử được hơn. Ở đây là còn đây là 25 26, còn hai tủ nữa nhá, có thể hàn thêm 2 tủ nữa. Bị ngược anh ạ.
Mấy sợi cáp quang là bé tí anh em làm thì anh em cẩn thận. Tự nhiên lại đứt mất một sợi thì lại ối rồi ôi luôn. Mất thời gian. Bé tí bằng cái sợi tóc. Ok rồi anh em ạ. Bây giờ xuống hàn thêm một tủ nữa là sẽ tủ đấy nó coi sẽ có tín hiệu luôn. Trời xa xứ lạ, đôi vai gầy ôm kỷ niệm, mưa buồn sang lối. Ở cái mé bên này thì nó rất là nhiều tủ này, nhưng mà lại không có khách hàng. Mé bên kia thì có mỗi một cái tủ đấy, thì nó lại khách hàng thì có nhu cầu rất là nhiều. Quay oam vãi. Khu này rất là đông dân nhưng mà không thích sử dụng. Đây anh em này, có cái tủ này nhưng mà không có nhà nào dùng này. Tủ này lại tủ không phải tủ cuối nên không bốc nó đi được. Từ cái điểm tủ đây đến cái tủ nhựa là hơn 1 km anh em nhá. Chắc đây 400 này. Khoảng đây là khoảng 300 này. Hôm trước đo là 7 này. 7 với cái kia. 43 là 7 đúng không? Tròn một cây ấy. 1 km anh em ạ.
Ở đây mình sẽ hàn đến tủ nhựa nhá. Đo tín hiệu xem. Âm 9 này, tín hiệu cực đẹp luôn này. Chín lúc nãy đây sợi 2. Nãy hàn vào sợi 2 nhá. Đây sợi 2 của cái cáp chạy đi xuống này. Máy hôm nay không còn một cái ống nung nào, nhưng mà trong cái tủ nhựa nó có bốn cái ống nung vừa hàn đúng 4 điểm. Vừa đẹp, đẹp như in. Đẹp như tranh. Hàn mất 2 tiếng ở đây nhá. Vừa hàn vừa lắp hộp. Từ lúc 8 giờ bây giờ 10 giờ. Làm cái tủ nhựa này nó rất tốn thời gian. Được 700 nghìn không đáng. Lại gặp cái máy hàn đều đều như này nữa thì thua. Đây, bây giờ lại hàn lại nó rất ngon này. Mấy cái đồ khi mà anh em làm xong ấy thì anh em bỏ vào cẩn thận nhé. Ví dụ như cái kiểu cái dao cắt này mà rơi một phát là anh em lại mất mấy củ đấy. Đi làm được có mấy củ, rơi dao cắt mất 3 củ. Buồn. Buồn.
khóc trong mưa này. Ok, xong rồi nhỉ. Hàn xong rồi. Chết lại cái tủ này. Bởi vì lúc nãy mình vừa mới rút cái đầu phát này ra để xoay bút ấy. Chết lại để xem có tín hiệu như nào. Số 7 à. Tín hiệu 22. Ok. Bây giờ thì xuống đo cái tín hiệu ở bên dưới này. Tâm về ngay giáo bạn xong ấy. Ê, ngay giáo à? Hả, thì cái cuồng. Đấy, khách đấy anh em ạ. Đây, nhà bà đây này. Hôm trước anh em kéo dây xong rồi nhưng mà nó hết hạ tầng rồi. Bảo bên anh em bên VNPT qua lắp cho bà nhưng mà bà không nghe, bà không lắp. Bà không lắp VNPT. Chờ mỗi Viettel này hơn 10 ngày nay rồi nên giám đốc huyện xử lý là bảo anh em làm cái tủ nhựa đây đo kiểm tín hiệu đó. Một cái tủ như này thì ở ngoài tủ phải tầm 18-19 là được. Mười chín anh ạ, 19-87-20.
bình thường mà một cái tủ nhựa, ví dụ nó hàn có mỗi hai điểm, điểm đầu điểm cuối thì nó sẽ nhanh, nhưng mà đây cái điểm mà nó nối cáp rất là nhiều, cho nên là mất rất nhiều thời gian anh em ạ. Vừa hôm trước này, tính ra vậy đến đâu đấy tầm 2 ngày rồi, 2 ngày là bây giờ là xong rồi đó. Đấy, trên đây là toàn bộ cái quá trình mà đi lắp đặt một cái tủ nhựa nhá. Xong mình hàn nối tín hiệu, đo kiểm tín hiệu. Đấy, quá trình mà làm tủ nhựa nó cũng đơn giản như vậy thôi. Anh em lắp đặt một cái tủ nhựa theo cái sơ đồ của yêu cầu, theo yêu cầu của bên kinh doanh. Xong rồi mình thực hiện hàn nối. Thôi video hẹn anh em hôm khác nhá. Video tạm dừng tại đây thôi.